em mua nhất loại này cũng bậy à. Làm chi? Đẹp mà. Biết cây chi không mà đẹp? Chi bất tử à? Hay cây gì nhỉ? Hoa hải đường. À, hoa hải đường. Nhưng mà anh cứ đi nhá. Mà bày với lại cái khay thủy tinh mà mụn nước sau thả cái hoa lên trên đẹp cực kỳ luôn. Ừ. Mang đây. Để đầu xe này. Đấy, con em mới xếp đây mà anh cũng... Sếp nó gạt nước nó bay đi chứ sếp dưới chứ. Bỏ sang bớt sang bên kia đi. Con thấy ở mặt bỏ đây này. Hôm sau mà Tết vẫn có. Lúc mà chả có quanh năm. Tết lấy về bỏ cái chậu. Cái bát hôm trước ở công ty dặn bỏ cái hoa này lên đẹp, cây nó đẹp chứ.